Xin chào các bạn. Đây là bài đầu tiên trong loạt bài để giúp các bạn học sinh sinh viên trong kỳ thi IELTS yêu lại tiếng Anh từ đầu, đặc biệt dành cho các bạn mức căn bản. What is a grammar? Bài học hôm nay chúng ta trả lời câu hỏi văn phạm là gì nhé các bạn. Thì grammar đó là the art, là nghệ thuật putting right words in right places. Văn phạm là nghệ thuật đặt từ đúng vào vị trí đúng. Vậy văn phạm nó là một nghệ thuật các bạn. Giống như nghệ thuật làm bánh, tức là khi chúng ta nói và viết thì chúng ta phải điều chỉnh, giống như làm bánh vậy các bạn, điều chỉnh thêm đường, bột, nước và lửa cho tới khi mà cái câu nói là đơn vị căn bản nhất của lời nói và chữ viết á. Cái câu là đơn vị căn bản nhất lời nói và chữ viết, tôi muốn nhấn mạnh. Nó đạt đến cái mức mà hoàn thiện. Và từ câu đúng chúng ta chuyển thành câu hay. Văn phạm là nghệ thuật đặt đúng từ, từ đúng vào vị trí đúng nha các bạn. Thế thì câu hỏi kế tiếp là làm thế nào để từ được đặt vào vị trí đúng? Thì câu trả lời là words là từ được arranged in different ways. Từ được sắp đặt theo những cách khác nhau để trở thành groups of words, một cụm từ, một nhóm từ. Từ được sắp đặt theo những cách khác nhau để trở thành những cụm từ, được gọi là phrases, là cụm từ, clauses là mệnh đề và câu. Tức là từ được sắp đặt theo những cách khác nhau, nhưng mà phải đúng các bạn, để trở thành những cái nhóm từ là phrase, clause và sentence. Vậy khi chúng ta nói và viết á, hoặc là khi chúng ta nghe đọc hiểu, thì chúng ta nghe theo cụm từ các bạn, phrase hoặc là clause hoặc là sentence, chứ chúng ta không nghe từng từ riêng lẻ. Cũng như là khi chúng ta viết cũng vậy các bạn, chúng ta làm việc trên cụm từ, nhóm từ. Và cụm từ nhóm từ đó thì nó rơi vào một trong ba trường hợp, đó là phrase, clause hay là sentence. Rồi, ví dụ minh họa. Followed by her own mother, a girl with a bunch of flowers came to our body. Là có mẹ già theo sau cô gái với bó hoa đến dự tiệc của chúng ta. Và chúng ta thêm vào các bạn ha, là in her hand, thôi được rồi, không cần in her hand cũng được. Tức là có mẹ già theo sau cô gái với bó hoa đến dự tiệc, đến dự buổi tiệc của chúng ta đi. Ok. Vậy cái cụm từ, cái nhóm từ đầu tiên màu đỏ các bạn thấy đó là followed by her own mother, là được hộ tống, được theo sau bởi mẹ già. Nó mở đầu bằng past participle, tiếng Việt gọi là quá khứ phân từ. Cái nhóm từ này được mở đầu bằng past participle, nó đóng vai trò là một phrase, mà phrase tính từ các bạn, và nó modify, nó bộ nghĩa cho cô gái. Rất nhiều cô gái tới, nhưng mà cô gái mà có mẹ già đi theo sau đó, đó là cô gái chúng ta đang đề cập. Và cô gái này có cái đặc điểm thứ hai là with a bunch of flowers, và tay cô ấy cầm một bó hoa. Thì with a bunch of flowers cũng là một cái phrase đóng vai trò tính từ. Đó, đóng vai trò tính từ. With a bunch of flowers đóng vai trò là tính từ và modify và bộ nghĩa cho cô gái. Thì cô gái này có hai đặc điểm là có mẹ già theo sau, đằng sau có mẹ già, và hai là trên tay có cầm bó hoa. Và hai cái cụm từ followed by her own mother và with a bunch of flowers đóng vai trò là tính từ để modify cho a girl. Đó, và came là động từ chính các bạn, là quá khứ của come. Và đến đâu? To our body, mở đầu bằng giới từ là to. Thì cái to our body nó là một cụm từ phrase, là FBO các bạn, là cụm từ đóng vai trò là trạng từ, chỉ nơi chốn và bộ nghĩa cho cái động từ là came, tới dự tiệc của chúng ta.
Vậy tóm lại trong cái câu này các bạn thấy là các cái từ được sắp đặt một cách rất là nghệ thuật thành các cụm từ. Followed by her own mother là một. Hai là with a bunch of flowers là hai. To our body là ba. Và a girl came là bốn. A girl came chấm full stop thì đó là câu các bạn. Đó, vậy những cái từ trong câu này được sắp xếp thành phrase và clause. Phrase và sentence là followed by her own mother with a bunch of flowers to our party và a girl came. Đó, vậy cái thông điệp chính của câu này là a girl came full stop. Nếu tôi là cái người mà tiếp đón các khách tới dự buổi tiệc của chúng ta và khi thấy cô gái thấp thoáng thì tôi chỉ cần nói là a girl came chấm là cô gái đã đến. Còn chúng ta thêm vào followed by her own mother with a bunch of flowers và to our body để cho nó là những cái modifier cho a girl và came để cho câu rõ ràng chi tiết. Vậy câu đúng trường hợp này là a girl came full stop chấm cái là câu đúng. Còn câu hay là followed by her own mother a girl with a bunch of flowers came to our body. Đó. Vậy cái câu cái thông điệp chính của cái câu trên là a girl came full stop là nó gồm S và V, tức là gồm chủ đề là a girl và động từ là came. Và cái này động từ trong trường hợp này là động từ intensive verb, là động từ không cần cái túc từ đằng sau mà vẫn có thể đứng vững và tồn tại. Thế các bạn thấy là từ câu đúng là a girl came trở thành câu hay là followed by her own mother a girl with a bunch of flowers came to her body. Đó là câu hay. Và trong cái câu hay này thì nó có những cái cụm từ các bạn, và cụm từ đóng vai trò là phrase. Và trong cái câu này thì có một cái câu sentence ở cái cấu trúc là S cộng V là girl came. Đó, vậy grammar đó là nghệ thuật để sắp đặt từ đúng vào vị trí đúng. Nó thiên hướng về nghệ thuật hơn là khoa học các bạn. Nó rất là linh hoạt uyển chuyển. Đó, đây là grammar là những cái lỗi mà chúng ta thường phạm. Và một khi bạn đã master tức là làm chủ được cách sắp đặt từ đúng và vị trí đúng thì rất là tuyệt vời, thì câu của bạn sẽ nâng từ cái trình độ mà đúng trở thành câu hay nha các bạn. Vậy khi chúng ta nói viết thì chúng ta tư duy trên cái phương diện là cụm từ nha các bạn. Cụm từ là phrase, clause là mệnh đề và sentence, chứ chúng ta không tư duy trên từng từ riêng lẻ nhé các bạn. Đó là bài học hôm nay. Trả lời câu hỏi what's a grammar, văn phạm là gì, và cái câu hỏi này nếu đặt cho các bạn học sinh và sinh viên á, thì đa số mình nghĩ là cũng phải 80-90% là trả lời không đúng các bạn, và thậm chí có một số bạn không định nghĩa được, có thể là chưa đúng, không định nghĩa được văn phạm là gì. Còn ngữ pháp là một cái phần rất là lớn nha các bạn. Và đây chúng ta chỉ cần nắm master được văn phạm là một là cái cấu trúc, là cái khung sườn, và thứ hai là cái vocab vốn chúng ta, vốn từ chúng ta đủ lớn thì chúng ta có thể nói và viết một câu vững vàng tự tin và nâng cái tầm chúng ta lên từ đúng thành hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.